Ada. Đây là gọi là đẳng cấp của phượng súc. Các bác quan sát cho em về gọi là mông má và ngoại thất trước các bác. Lấy vợ là phải xem mông. Xem mặt cứ mông má ngon là anh em chúng ta được hưởng rồi. Đây chính là một trong những model súp của Mỹ với má là MRX 518S. Đây các bác, Mỹ nói tại vòi này. Đấy, hàng thì như mới, cái quả này thì như mới. Những súp Mỹ thì nó có độ căng và khi súp Mỹ đánh nó có cái độ giật ngược bên này, cho nên làm tiếng súp nó mềm mại và nó có sức cuốn hút. Các bác thấy không? Bên này là một em nữa. Hôm trước là có một đôi hự là lên đường hết rồi. Nhiều bác ở nhà thì chỉ mới có tiếng cọt kẹt thôi, chưa có tiếng hự. Đấy, cho nên là sau khi mà anh Vương lên sóng là làm thế nào làm chơi là phải có tiếng hự. Đấy, chơi là phải có tiếng hự. Còn đâu các bác đừng hiểu theo một cái ý các bác nhé. Em đang nói là chơi âm nhạc ấy, không nói là chơi cái khác đâu. Đây có mấy thằng đệ cho nên là anh em mình cứ nói trong sáng lành mạnh thôi, chứ dùng từ chơi có tiếng hự là hay bị hiểu lầm lắm đấy. Đấy các bác nghe thế nào, đây là quả súp đời cao hơn. Cái con này là con 618S bắt 50 thùng vách. Thì nói chung là về thiết kế thì nó cũng xem giống nhau về chiều sâu cũng như về độ ngang của mặt, nhưng mà con này là đời 6 rồi. Đánh hay đi. Cứ mỗi một quả súp Mỹ đều có cái đặc trưng riêng của nó. Nghe nó có độ phê. Hai quả súp vậy coi nha, hai quả súp Mỹ. Bên này có một quả 518 nữa các bạn này. Hiện tại 518 em đang có khoảng độ 3 quả. Có bán lẻ các bác nhá, bán đôi cả đôi cũng được mà bán lẻ cũng được. Đây em đang bóc tặng quà này. Cái tiếng súp nó gầm gừ rất là hay, Mỹ nói tay phòi luôn. Bộ tư của nó đây, xương nhung. Hàng thì như mới, các bác nhìn cái màng của nó cũng như những cái thùng vách của nó, như mới luôn, chưa còn có vết bụi. Đây các bác quan sát cái màng nó này, xanh mướt. Nhìn súp của anh Phương này, nguyên thùng súp đấy. Cái đôi 518 này em còn cả thùng súp rồi, cho nên là nó chưa có bụi các bạn, chưa qua sử dụng. Ui, các bác nghe cái giải của nó phê không? Hấp dẫn và cuốn hút. Nó đảo vòng tròn này. Các bác nhớ like, subscribe.
subscribe và đăng ký kênh cho em nhá. Súp này các bác nhìn này, nó chưa sử dụng cho nên nó còn nguyên mới luôn. Nguyên cả thùng súp. Với những quả súp này, giá thành của nó rơi vào khoảng độ 18 triệu đồng một quả các bác ơi. 18 triệu đồng một quả súp này. Bác nào đến tận nhà thì để cho các bác khoảng độ 17 triệu 500 ngàn đồng. Ok, ngon. Thank you.